Bình thường thì mọi người chỉ nhìn thấy xe tả đổ hàng tại Hàn Quốc đúng không? Nhưng nay đã xuất hiện tại Việt Nam rồi đây. Xe tải đồ ăn của anh trai Eric mọi người ơi. Cô Linh Chi review nhá. Một phong cách cực kỳ là Hàn Quốc. Em là Quỳnh, em đại diện cho FC Eric có xe truck hôm nay để ủng hộ các anh trai và các FC trong chương trình Anh Trai C2. Ôi, thật sự nhá là Linh Chi đi ra đây nhìn thấy cái xe tải này kiểu mình cảm thấy rất là choáng ngợp luôn ấy. Tại vì hết sức dễ thương luôn, kiểu giống hairstyle bên Hàn Quốc ấy mọi người. Và không biết vì sao mà FC của mình lại lựa chọn cái background tông màu chủ đạo là màu trắng và màu xanh nhở? Dạ, tại vì như mọi người đã thấy thì đây là có CC from CC Fabric Club. Thì FC của tụi em tên là CC Fan, tông với tông chủ đạo là màu trắng và màu xanh. Thì nó là đại diện cho biển, thì cho nên là FC tụi em sẽ để cho mọi người dễ nhận diện được FC của em. Mọi người ơi, và ngày hôm nay còn có một sự xuất hiện của một người phụ nữ cực kỳ đặc biệt đối với anh trai Eric. Và đó là... ta-da! Mẹ của anh trai Eric. Dạ, con chào cô. Dạ, ngày hôm nay thì với sự xuất hiện của cô tại phim trường của Line 1 Anh Trai Say Hi, Eric có biết là cô sẽ đến đây không ạ? Eric không, cô trốn rồi. Và đây sẽ là một bất ngờ cô đến dành để, cho Eric ạ. Đúng rồi, đến để cô cổ vũ cho con trai. Và cô từ Hà Nội vào. Cô từ Hà Nội vào để cô cổ vũ cho Eric và cùng các anh trai khác. Nên là cô muốn chúc con trai là thi đấu hết mình, tỏa sáng trên sân khấu cùng các bạn. Ê, cố lên con nha. Vâng, và ngày hôm nay thì con tin chắc rằng là với sự xuất hiện của cô này cũng như là tình cảm của các bạn FC của Eric đã gửi tới thì anh trai Eric sẽ vô cùng bình tĩnh, tự tin tỏa sáng trên sân khấu của chương trình Anh Trai Say Hi ạ. Bây giờ thì Linh Chi đã bắt cóc được anh trai Eric rồi đây. Và anh trai Eric ơi, không biết là món quà bất ngờ của FC mình gửi tặng tới thì cảm xúc của bạn bây giờ như thế nào? Ôi, thực sự là phải nói là điều đầu tiên là thực sự là Eric rất là tự hào FC của mình. Nói chung là Eric cũng đã biết được mấp mé một cái thông tin là FC của mình sẽ chuẩn bị cho mình một cái món quà trong cái đêm chào sân đầu tiên của anh trai C2. Nhưng mà không thể nghĩ rằng là mọi người đã chuẩn bị một cái món quà nó rất là đặc biệt và tuyệt vời như này. Ngoài cái bất ngờ là món quà đến từ FC ra thì là mẹ của Eric còn từ Hà Nội bay vào đúng không? Thì không biết là vừa nãy khi mà bước ra ngoài Eric thấy mẹ mình thì cảm xúc như thế nào? Thực sự là Eric rất là vui vì ngày hôm nay mẹ mình tới đây để cùng FC mình làm nên cái món quà đặc biệt này, nên là rất là yêu mẹ. Eric biết rằng là các bạn CC luôn luôn muốn đem đến cho Eric rất là nhiều những cái điều tuyệt vời và luôn luôn muốn ủng hộ cho Eric. Và việc mà Eric tham gia Anh Trai C2 là Eric biết rằng là CC sẽ luôn luôn đồng hành cùng. Cho nên rất mong rằng là sự cổ vũ, sự động viên của mọi người giúp Eric có thêm năng lượng để mà có thể đi thật là sâu trong Anh Trai C2. Và mong là mọi người sẽ ủng hộ và vote cho Anh Trai Eric tại Anh Trai C2 nhá. Lại đây trước. Loại liền lập tức. Eric có giảm tự tin mà không đáng kể đấy. Còn đối với em à, em không chỉ thấy mỗi Eric đâu mà thấy tất cả các anh trai ở đây là em cũng hơi rén đấy. Phần trăm của em thôi em cứ cho khoảng 90 trên trung bình. Trên trung bình 90. Sau cái video này xong là hết anh em đấy. Cái gì bạn chàng? Phúc Eric mãi là anh em. Hơi xìu. Được Phúc. Tay nằm không. Đức Phúc Eric mãi là anh em. Hứa mãi là anh em nhưng Eric nói sẽ chiến tới cùng nếu Đức Phúc là đối thủ đó. Loại liền Loại liền lập tức. Loại đây trước. Em sẽ tháo độ dày của Eric. Anh chắc không đấy. Lén tháo để lúc mà bạn biểu diễn sẽ là một chân cao một chân thấp. Giảm năng lực chiến đấu của bạn đi. Ôi ghê nha có tính toán nha. Thôi đùa chứ em cũng tính làm thế nhưng mà với người khác. Với ai ạ? Em đùa chút xíu thôi. Ngoài em với Eric thì còn ai đi độn vào đây? Ai cũng đi mà. Đúng rồi. Thôi nói này sợ người ta không đi, người ta cười mình ấy. Giấu đi. Cái gọi là thầm kín. Là thầm kín chữ chưa? Thì mọi người thấy hết rồi đấy. Eric nói bình thường tự tin 100% nhưng khi gặp Đức Phúc thì giảm còn 99%. Trời đất ơi. Vậy còn mức độ tự tin của Đức Phúc thì sao? Eric có giảm tự tin mà không đáng kể đấy. Còn đối với em à, em không chỉ thấy mỗi Eric đâu mà
thấy tất cả các anh trai ở đây là em cũng hơi rén ấy. Phần trăm của em thì em cứ cho khoảng 90 trên trung bình. Trên trung bình 90. Thôi bây giờ anh em như thể tay chân, em mình như thế này thì mình nhường. Ở ngoài đời thì dù gì cũng vẫn là em mình. Cảm xúc khi biết toàn bộ 30 anh trai như thế nào? Có gương mặt nào khiến mọi người bất ngờ không? Đi từ bất ngờ này bất ngờ khác là cũng có những cái người mà mình cũng đã hơi đoán trước rồi. Nhưng mà cũng có những cái anh trai mà thực sự là cũng không nghĩ đến thật. Như kiểu là anh Nicky này Quang hay Trung. Là anh Quang Trung. Anh trai xe 2 đã đem đến cho bọn mình rất là nhiều những cái điều bất ngờ. Nguy điểm. Kiểm tra độ hiểu nhau. Biên tập sẽ đọc một câu hỏi, hai bạn phải chọn trùng khớp đáp án với nhau. Hãy đưa ra mức cực tương ứng với độ hiểu nhau của hai anh trai. Ôi. Em là em tự tin, em rất hiểu Eric. Em bọn em sẽ chơi 10 câu. Không tí nữa là lệch hết đi nha. Bọn em tự tin là bọn em cũng hiểu nhau đấy. Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm thôi. Sau cái video này xong là hết anh em đấy. Có lẽ sẽ như vậy. Bị kẹt trên đảo hoang, sống đơn độc hay hợp tác với người khác? Kéo theo. Nhận được một món quà bí ẩn, mở ngay hay chờ đợi điều gì đó xảy ra? Mở ngay. Hai câu rồi, hay quá. Trời ơi, đúng được 10 câu thì mới là hay chứ. Phát hiện một bí mật động trời, tiết lộ cho mọi người hay giữ kín cho riêng mình? Đi kệ. Lỡ một nhịp rồi. Em không định trả lời trong hai cái câu đấy. Ý là đi kể cho tất cả mọi người thì chắc không hẳn. Nhưng mà kiểu là đi kể cho những cái người nào mà mình tin tưởng thôi. Thì vẫn là đi kể đúng không? À, thì vẫn là đi kể. Câu đấy đúng không? Rồi, qua đi. Thôi nói chung là cũng đúng mà trễ nhịp. Ừ, trễ nhịp thôi. Câu rồi. Có một khoản tiền lớn bất ngờ, du lịch vòng quanh thế giới hay mua nhà? Mua nhà. Ok, sao đấy? Bạn là người sống theo đuổi đam mê hay thực tế? Theo đuổi đam mê. Sống theo cách thực tế là sao? Phúc thực tế á. Theo đuổi đam mê. Ông bọn em tự tin là bọn em cũng hiểu nhau đấy. Nhân vật hoạt hình yêu thích, Doraemon hay Mickey Mouse? Doraemon. Yeah. Bị lạc đường trong rừng, đi theo bản năng hay tìm kiếm sự trợ giúp? Đi theo bản năng. Ôi. Thế á? Kiếm sự giúp gì bây giờ, đi lạc trong rừng rồi tìm ai? Nhưng mà thực tế là... Đi theo bản năng để... Không, nhưng mà thực tế là hai cái câu trả lời nó liên quan đến nhau, là mình sẽ đi theo bản năng để tìm kiếm sự trợ giúp. Cái này nó sẽ nói là tính cách của mọi người. Người ta bản năng họ tin vào chính mình, họ sẽ muốn thử trước rồi mới tìm những sự trợ giúp. Tìm sự trợ giúp thì nó sẽ là một cái kiểu tích cực chung với nhau. Đấy là coi như là ok, đây là đại sai tiếp rồi đó. Đức Phúc và Eric ở ngoài có như vậy không? Gọi là cũng phải tự giải quyết trước. Đúng rồi, bản năng trước khi mà trước nhưng mà ý là với cái trường hợp đấy thì là sẽ phải đi tìm trợ giúp thôi, không là chết. Có khả năng quay ngược thời gian, sửa chữa sai lầm trong quá khứ hay thay đổi tương lai? Sửa chữa sai lầm. Ôi. Sửa chữa quá khứ là ủa, sửa chữa quá khứ là thay đổi tương lai làm gì? Ừ đúng rồi, mình sửa cái quá khứ đi là tương lai tương lai mình cũng thay đổi đúng không? Thì câu này nó là một câu thôi. Chuyên xem phim đa vũ trụ đây thì đấy, là sửa quá khứ là tương lai cũng sẽ bị thay đổi luôn. Thể loại nhạc ưa thích, bop hay rock? Pop. Rock. Tại sao mọi người nghĩ là mình không bao giờ chọn rock? Tại vì nó quá gai góc. Nó hơi gay phù hợp với cái gọi mềm mại của bọn em. Bọn em là gọi là yêu thích những cái điều nào đấy thật là ấm áp. Nếu như anh trai say hay buộc phải hát rock thì sao? Thì cũng chơi thôi. Chơi là chiến. Đức Phúc, Eric mãi là anh em. Gặp biết năm dữ chưa à? Em mãi là anh em, nhưng hồi nãy mình test mình đã thua 4 câu rồi đó à. Cái tình anh em này có còn bền vững không ạ? Em nghĩ là nó sẽ trường tồn đến suốt thời gian như cái nắm tay này. Là cái nắm tay này đưa ra là hết luôn rồi. Để cắt máy. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.